Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình có giới thiệu đây là lô 28 của mấy câu Nhật Bãi. Và size tương ứng là từ 2.000 cho đến là 10.000, 12.000. Và giá mình báo đây là chưa bao gồm phí ship nha, ship code toàn quốc là 30.000 một đơn. Thì giá mình báo đây là các bạn cộng thêm 30.000 là ra phí mình thanh toán nha các bạn. Thì ở đây mình có câu thứ nhất. Câu thứ nhất ở đây mình có con này là con Olympic, tên của nó là đây. Con này là Olympic Let's Go Mirror No. 2. Con này là ba bạc đạn nha các bạn. Cước số 10 và 125m, số 8 vào được 150m. Con này size tương ứng của nó là size 8.000. Mô bên động, đổ tay trái phải được. Con này là dòng của nó là dòng cốt lớn, không có cốt trợ lực nha các bạn. Cốt của nó cốt lớn, size 8.000. Máy quay nhẹ mượt nha. Cái này là hàng Olympic Nhật. Ngoại hình là tổng thể là như thế này. Ở phần cối của nó đây các bạn, cối của nó là cái bị trầy xước như thế này nha. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này mới tầm 7500. Con này là con số 1, giá là 650.000. Con thử con này cho các bạn nha. Con số 1 nặng là 612g. 612g nha các bạn. Số 1 giá 650. Tiếp đó là con số 2. Số 2 ở đây mình có là con Daiwa. Tên của nó là Daiwa Carbon Spin GS900RD. Con này là một dòng đuôi chuột nha các bạn. Dòng đuôi chuột nha. Cước số 5 này. Số 5 là vào được 150m, số 4 và 190m. Size tương ứng của nó là size 4.000. Dòng đuôi chuột. Xả bộ pin ở đuôi nha các bạn. Mô bên động nha. Máy này là full carbon, tay quay là tay quay nhôm nha. Tay quay nhôm full carbon, con này là hàng Daiwa Nhật. Máy quay rất là nhẹ và mượt nha các bạn. Con này là hàng Daiwa Nhật nha. Mô bên động, đổi tay trái phải được. Ngoại hình thì con này mới tầm 75-80%. Trầy xước rất là ít, con này là trầy xước chủ yếu cái phần viền cối này thôi. Con này là con số 2. Con số 2 là 450.000. Tiếp là con số 3. Số 3 ở đây mình có là một con Ryobi, tên của nó là Ryobi CX1 Ratio là 4.75. Con này là cước số 3 vào 120m, số 4 vào 90m. Size thường của nó là size 2.000 nha các bạn. Máy này là full kim loại. Mô biến động, đổ tay trái phải được. Hàng Ryobi Nhật. Máy quay rất là nhẹ mượt nha các bạn. Con này máy cầm khá là cứng và chắc máy. Con số 2 nặng là, con này là con số 3, nặng là 323g. Số 4. Số 4 ở đây mình có là con này là con Daiwa Spotlight GS900, dòng GS nha các bạn. Daiwa GS. Là dòng này là dòng khá là xịn nha, chỉ sau SS thôi. Con này nhỏ có cốt trợ lực. Mô bin đầu. Cước số 5 và 150m, số 4 và là 190m, size tương ứng của nó là size 4.000. Hàng Daiwa Nhật. Con này là mô bin động, đổi tay trái phải được. Ngoại hình mới tầm 80-85%. Máy còn rất là đẹp nha các bạn. Cán gỗ này. Đây. Con này là con số 4. Máy quay rất là nhẹ và mượt nha.
số 4 này nặng là 377 gram, 377 gram. Con này số 4 giá 450.000. Số 5. Số 5 đây mình có con Daiwa Spinter ST 650DX, con này là cối carbon thân kim loại. Mô bin đầu. Đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này cước số 3 và 100m, số 4 và được 75m. Size tương ứng của nó là size 2000. Đây, ngoại hình tổng thể là như thế này. Con này mới tầm 75-80%, hàng Daiwa Nhật. Con số 5 này nặng là 295 gram, số 5 giá là 270.000. Con hình tổng thể nha. Số 6. Số 6 ở đây mình có con này là con Daiwa, tên của nó là Daiwa Sport ST900X. Con này size tương ứng của nó đây. Cước số 4 và 190m, số 5 là vào được 150m, size tương ứng của nó là size 4000. Mô bin động. Con này đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này cái lưỡi gà của nó, trong thì có cái lưỡi gà nhưng mà giống như cái lò xo của lưỡi gà nó bị giãn rồi nha các bạn, nên là quay cái tiếng kêu nó không có tiếng kêu tê tê nữa. Như thế này. Ngoại hình như thế này, con này là không có cốt trợ lực. Full kim loại nha. Chân của nó thì bị mẻ phần như thế này, vẫn xài ok nha các bạn, không vấn đề gì. Con này là con số 6, giá là 320.000. Số 7. Số 7 đây mình có là con này là con Shimano SB1, ratio là 3.8, cổ carbon thân kim loại. Cước số 4 vào được 240m, số 5 vào 210m, size tương của nó là size 5000. Con này là còn mất cái lưỡi gà trong rồi nha, nên không có tiếng kêu tê tê này nha các bạn. Đổ tay trái phải được, hàng Shimano Nhật. Con này quay khá là nhẹ nha, quay rất là nhẹ. Con số 7 nặng là 350 gram. Nặng 350 gram. Con số 7 giá là 350.000. Số 8. Số 8 ở đây mình có là con Daiwa Sport GX1. Con này là size tương ứng là size 10.000 nha các bạn. Cối này là được mạ chống gỉ sét, máy phun kim loại, có cốt rồi lực. Các bạn muốn lấy cối ra thì các bạn vặn cái nút này về nút off thì nó sẽ lấy được cối ra nha. Còn để nút on như này không lấy được cối, cốt trợ lực nha các bạn. Hàng Daiwa Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này, phần cối có gỉ ở đây nha, bị trầy xước như thế này, bị tróc sơn nha các bạn. Mô bin động, đổ tay trái phải được. Đổ tay trái phải được, size tương ứng là size 10.000, có cốt trợ lực. Máy quay là khỏe nha, quay khỏe nhẹ mượt. Con này là con số 8. Số 8 nặng là 620 gram, giá là 650.000.
Số 9. Số 9 ở đây mình có con này là con Daiwa Sprinter ST 1500DX. Con này là size tướng, cũng là size 6000. Cố carbon thân kim loại. Một bên đầu đổ tay trái phải được nha các bạn, hàng Daiwa Nhật. Máy quay rất là nhẹ và mượt. Ngoại hình tổng thể là như thế này nha. Nặng là 420, mình nhầm, nặng là 524 nha các bạn. Nặng 524 gram số 9, giá là 450.000. Số 10. Số 10 ở đây mình có là con này là con Bassfish Fishbox 1000R. Con này là hàng nội địa Nhật nha các bạn. Có lớp keo ở đây. Hàng nội địa Nhật, con này là ratio là 3.4. Cố carbon thân kim loại. Cước số 3 vào 200m, số 4 vào 130m, size tướng là size 3000. Bô biến động đổ tay trái phải được. Con này máy quay rất là nhẹ nha các bạn, quay rất là nhẹ mượt nha. Quay mà gần như là không dùng sức gì nhiều nha các bạn. Quay rất là nhẹ. Con số 10 này nặng là 361g. Đây, ngoại hình là có trầy xước như thế này. Số 10 giá là 300.000. Số 11. 11 ở đây mình có là con này là con Ryobi CX1, ratio là 4.75. Cố carbon thân, mình nhầm, con này là máy phun kim loại. Cước số 3 vào 120m, số 4 vào 90m, size tướng của nó là size 2000. Mô biến động đổ tay trái phải được nha các bạn. Máy rất là chắc tay nha. Quay nhẹ mượt. Con này là con số 11. Số 11 giá là 300.000. Số 11 giá 300. Nặng là 315g. Số 12. 12 ở đây mình có là con Daiwa Super EC nâu 1. Size tướng là size 6000, có carbon thân kim loại. Mô biến động đổ tay trái phải được nha các bạn. Hàng Daiwa Nhật. Máy quay nhẹ mượt. Nặng là 463g, size 6000. Số này là số 12, số 12 380.000. 13. 13 đây mình có là con này là con Olympic, tên của nó là Olympic Golden Cup. Con này là có cốt trợ lực nha. Muốn vặn mở cối ra thì các bạn vặn cái nút ở trên này, quay ngang ra thì được nha các bạn. Con này cấp dòng chuyên câu biển, cối là mạ gôn, cối mạ gôn chống gỉ sét. Hàng là Olympic Nhật. Tên của nó là Olympic Golden Cup G60, 3 bạc đạn. Ngoại hình máy còn rất là mới và đẹp nha các bạn. Size tướng là con này size 12.000 nha. Bạn câu cá lớn này là câu cá biển. Đây, cái trục quay của nó thì nó có cái tiếng kêu như thế này nha các bạn, nhưng mà máy quay thì rất là nhẹ. Đó, máy quay thì rất là nhẹ. Cái trục quay thì nó hơi có tiếng kêu một tí, nhưng mà máy quay rất là nhẹ nha các bạn. Quay rất là nhẹ nha. Size tướng là size 12.000. Mô biến động
đổi tay trái phải được. Con này là con số con này là con số 13 nha các bạn. Số 13 giá 750.000. Nặng là 733 gram. Số 14. 14 ở đây mình có là con đai hoa. Tên của nó là đai hoa Spinter ST 1300DX. Con này là cước số M hết rồi. Con này size tướng size 6000, khối carbon, thân kim loại. Một bên đầu. Đổi tay trái phải được nha các bạn. Hàng này là hàng đai hoa Nhật. Máy quay rất là nhẹ và mượt. Con này là con số 13. Ngoài hình tổng thể như thế này có trầy xước nha. Đây. Có trầy xước như thế này. Con này là con số 14, mình nhầm nha. Số 14 giá là 380.000. 14 giá 380. 15. Con số 14 nặng là 515 gram. Thế đó là số 15. 15 ở đây mình có con này là con Olympic cổ. Con này là Olympic Corder. Size tư ứng của nó là size 5000. Cố carbon, thân kim loại. Ngoài hình tổng thể là như thế này nha các bạn. Nước sơn còn rất là, sơn của nó là được sơn nhám này, khá là đẹp nha. Đây có trầy xước ở đây như thế này. Con này là size tư ứng của nó là size 5000. Mô biến động, đỡ tay trái phải được. Dòng này mình mua về câu hoặc là mua về sưu tầm cũng được nha các bạn. Về sưu tầm cũng rất là đẹp nha. Hàng cổ nha các bạn. Máy quay rất là nhẹ và mượt. Con này là con số 15. Số 15 giá là 400.000. Nặng là 495 gram. Tiếp đến là con số 16. Con số 16 ở đây mình có con này là con Ryobi. Tên của nó là Ryobi Bao Full No Bao. Máy này là full kim loại nha. Một bên đầu. Đổi tay trái phải được. Con này là hàng ratio là 4.5. Cứ số 7 vào 220m, số 6 vào được 260m. Size tướng của nó là size 7000. Ngoại hình con này mới tầm 70-75%, có trầy xước như thế này. Con này mới tầm 75% nha các bạn. Hàng Ryobi Nhật. Máy quay rất là nhẹ nha. Con này máy quay cực kỳ nhẹ nha các bạn. Con này là con số 16. Là nặng là 597 gram. Giá là 450.000. 16 450 nha các bạn. Để hôm nay giọng cảm nên nói nó hơi khó nghe nha. Thế đó là con số 17. 17 đây mình có là một con hàng nội địa. Tên của nó là AL200. Con này là AL2000B Auto. Cố carbon, thân kim loại. Mô bên đậu. Đổi tay trái phải được, ratio là 3.4. Cước số 4 và 110m. Con này size tướng của nó là size 3000. Hàng nội địa Nhật nha. Máy quay rất là nhẹ nha các bạn, cực kỳ nhẹ mượt luôn nha. Con này là con số 17. Số 17 nặng là 358 gram. Ngoại hình tổng thể như thế này, có trầy xước ở đây. Bên này thì bị mất một cái mạc nha. Số 17 giá 300.000. Tiếp đến là con số 18. 18 ở đây mình có là con Ryobi. Con này là Ryobi đuôi chuột này. Tên của nó Ryobi 150RD, ratio 4.2. Có carbon, thân kim loại. Con này là mô bin động. Xả mô bin ở đuôi như thế này nha các bạn. Cước
cứ số 4 là vào được 110m, số 3 vào 140m, size tương ứng là size 3000. Hàng Ryobi được sản xuất ở Taiwan nha. Chỉ số trước. Con này máy quay cực kỳ nhẹ và mượt nha các bạn. Quay cực kỳ nhẹ và mượt. Con này là con số 18. Số 18 giá là 270.000. Nặng là 260g. Số 19. 19 ở đây mình có là một con Daiwa đời cao. Con này là Daiwa Riga S. Dòng này là dòng chuyên lua nha các bạn. Khách nào là cô lua thì sẽ biết dòng này. Tên của nó là Daiwa Riga S 2000. Có phanh ABS nha. Cổ kim loại. Cổ kim loại thân carbon. Bobin đầu. Đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này là hàng Daiwa Nhật. Máy quay thì nó có tiếng hơi tiếng có tiếng xào xào nhẹ nha các bạn, hơi xào nhẹ. Quay tiếng quay hơi xào nhẹ. Con này là bình thường thì giá nó tầm dao động tầm 400 mấy đến 500. Nó là dòng size lua nha. Con này giá là số 19 này hơi xào nhẹ, giá bán giá là 380.000. Tay quay thì nó hơi bị vỡ thế này xíu. Không ảnh hưởng gì nha các bạn. Máy quay nó rất là nhẹ. Con này là con số 2, con số 19, nặng 281g, size 2000. Số 20. 20 ở đây mình có là con này là con Ryobi, Ryobi New Power Full Auto. Con này là cổ gặp. Không, con này là cổ nhôm nha các bạn. Cổ của nó là cổ nhôm nha. Thân kim loại. Mô bin đầu. Đổ tay trái phải được. Con này là ratio là 4.75. Cước số 3 vào 120m, size tương ứng là size 2000. Bô bin đọc. Hàng này là hàng Ryobi Nhật nha. Máy này quay rất là nhẹ. Dòng Ryobi nhỏ, máy nhỏ nhỏ như này quay rất là nhẹ và cứng và chắc máy nha. Nặng là 322g. Số này là số 20, giá là 300.000. Phần tay của nó là vì hơi bị trầy xước như thế này. Đây. Bị tróc sơn nha các bạn. Đây. Ngoại hình còn rất là đẹp. Con này là số 20, giá 300. Số 21. Số 21 ở đây mình có là con Olympic, tên của nó là Olympic Dual Spec 150. Máy này là full kim loại, full kim loại. Hàng Olympic Nhật. Mô bên đầu. Con này móc một lưỡi gà nha các bạn, bị móc lưỡi gà, mô bin động. Đổ tay trái phải được. Máy quay rất là nhẹ nha. Con này là con số 21. Hoàn thành tổng thể như thế này. Số 21 nặng là 430g. Giá 380.000. Số 22. 22 đây mình có là con Olympic, tên của nó là Olympic LS900. Con này là cối máy phun kim loại nha. Bô bin động, đỡ tay trái phải được. Cước số 4 vào 160m, số 5 vào 125m. Size tưởng cũng là size 3.500, size thật là từ 3.500 đến 4.000. Hàng Olympic Nhật. Ngoại hình có trầy xước như thế này. Máy quay cực kỳ nhẹ nha các bạn. Con này quay rất là nhẹ và mượt. Dòng Olympic LX là máy khá là gọn. Thân nhỏ và cối lớn. Con này là con số 22.
Đây, hoạt hình tổng thể như thế này. Số 22 nặng là 4. Số 22 nặng là 362 gram. Giá 300.000. 23. 23 đây mình có là con này là con Daiwa Spinter ST 1000DX. Con này là cối kim loại, thân kim loại, máy phun kim loại nha. Size tưởng là size 5.000. Mô in động. Đổ tay trái phải được. Hàng này là hàng Daiwa Nhật nha các bạn. Ngoại hình thì con này khá là cũ rồi, mới tầm 50% thôi. Máy quay như là thấy máy quay ở đây rất là nhẹ nha. Con này quay cực kỳ nhẹ luôn nha các bạn. Ngoại hình thì hơi xấu. Thì khách nào không quan trọng ngoại hình thì mua con này về câu rất là ok nha. Không ro lóc không vấn đề gì cả. Chỉ có ngoại hình nó hơi xấu thôi. Con này là con số 23. 23 nặng là 437 gram. 23 nặng 437 nha các bạn. 24. 24 ở đây mình có là con Shimano, Shimano AeroCat 2000. Con máy này là cố carbon thân nhôm. Cứ số 3, số 4 vào được 300m này, số 5 vào được 260m, size thưởng của nó là size 5000. Như các bạn thấy đây, con này là mô bin chết nha, mô bin tĩnh. Đổ tay trái phải được. Ngoại hình mới tầm 80%. Dòng này thì các bạn mua về lua gần. Lua gần hoặc là lua gần, lua rạn nha các bạn. Chuyên lua lua gần và lua rạn nha. Con này là con số 24. Hàng Shimano Nhật. Quay cực kỳ nhẹ mượt nha. Quay rất là nhẹ và mượt nha các bạn. Con này là con số 24. Giá là 250.000. Nặng là 430 gram. 25. 25 đây mình có là con Shimano. Tên của nó là Shimano MIRZ2000. Rito là đây, Rito là 3.8. Máy phun kim loại nha. Một viên đậu. Đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này số 5 vào được 280m, số 6 vào được 220m, size tương ứng của nó là size 7000. Con này là hàng Shimano Nhật nha. Con số 25. Quay cực kỳ nhẹ mượt. Số 25 này giá là 450.000, ngoại hình mới tầm 75-80%. Có trầy xước dọc viền thân như thế này. Nặng 573 gram. Số 25 giá 450. 26. 26 ở đây mình có là con Ryobi RX100. Con này là cố carbon thân kim loại. Một pin động. Bị mất lưỡi gà rồi nha các bạn. Số 26 này giảm giá nha, mất lưỡi gà rồi. Hàng Ryobi Nhật. Máy quay rất là nhẹ nha, cực kỳ nhẹ luôn nha các bạn. Máy nhỏ chắc tay, size tướng là size 2000. Nặng là 301 gram. Con này là con số 26. 26 giá là 270.000. Số 27. 27 đây mình có là con Daiwa Super Eseno 1. Con này là cối carbon thân kim loại. Mô biến động. Đổ tay trái phải được nha các bạn. Con này là hàng Daiwa Nhật nha. Máy quay rất là nhẹ mượt. Con này là con số 27. Ngoại hình tổng thể như thế này. Có trầy xước ít mới tầm 75%. Nặng là 464 gram. Số 27 giá 400.000. Số 28 con cuối cùng. 28 ở đây mình có là con Shimano, Shimano AeroCat 4000. Con này là dạng cối nông. Cối nông nha, cối nông mô bin tĩnh. Cứ số 5 và 200m, size tương ứng của nó là size 5000 nha các bạn. Đây, mô bin tĩnh như thế này.
tay phải nha các bạn, chỉ có một tay thôi. Khách nào quay câu được tay phải thì mua con này nha, về lua gần lua rạn nha. Máy quay cực kỳ nhẹ mượt, con này là con số 28, mới tầm 75% nặng 501 gram. Con này là số 18, số 28, giá là 180.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 28 con máy, thì các bạn lấy con nào là comment dưới video hoặc gọi điện trực tiếp qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.